Anh đem trao cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phai sắc hương. Xin chào em, thầy Tuấn Anh đây. Xin chào, em đã quay trở lại với bài giảng lý thuyết tiếp theo. Ở trong bài giảng này, thầy sẽ phân tích cho các bạn hiện tượng về sóng âm. Sóng âm thì là một sóng cơ học, vì vậy nó mang toàn bộ những tính chất của sóng cơ học mà chúng ta đã học. Tuy nhiên, nó sẽ có thêm những cái đặc trưng riêng của sóng âm mà chúng ta cần phân biệt ở đây. Các đặc trưng của sóng âm gồm có: sóng âm thì là những sóng cơ học lan truyền trong môi trường rắn lỏng khí. Nguồn âm là các vật dao động và phát ra âm. Tần số dao động của nguồn thì cũng chính là tần số của sóng âm. Âm nghe được được gọi là âm thanh, có tần số từ 16 cho tới 20.000 Hz. Âm có tần số dưới 16 Hz thì gọi là hạ âm. Âm có tần số trên 20.000 Hz thì gọi là siêu âm. Chúng ta sẽ phân biệt 3 loại sóng âm này. Hạ âm thì có tần số dưới 16 Hz. Tai người thì không nghe được ở vùng này. Tuy nhiên, một số loài động vật như voi, chim bồ câu thì có thể nghe được. Âm nghe được thì có tần số từ 16 cho tới 20.000 Hz. Đây là âm thanh tai người có thể nghe được. Siêu âm có tần số F lớn hơn 20.000 Hz. Tai người cũng không nghe được ở vùng này. Tuy nhiên, có một số loài động vật như dơi, cá heo hay là chó thì có thể nghe được. Trong sóng âm thì người ta phân ra làm hai loại là nhạc âm và tạp âm. Nhạc âm là âm có tần số xác định, có nghĩa là có thể vẽ được đồ thị tuần hoàn của chúng. Còn tạp âm là âm có tần số không xác định. Âm thì không truyền được trong chân không. Trong một môi trường, âm truyền với một cái tốc độ xác định. Vận tốc truyền âm thì phụ thuộc vào tính đàn hồi, cũng như mật độ của môi trường và nhiệt độ môi trường. Khi âm truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì vận tốc truyền âm thay đổi, bước sóng thay đổi, còn tần số thì luôn luôn không đổi. Ở đây cũng phải lưu ý là sóng âm nó có tính chất giống như sóng cơ học. Vì vậy, vận tốc của nó thì có thể so sánh theo các môi trường V rắn lớn hơn V lỏng và lớn hơn V khí. Âm hầu như không truyền qua được các chất xốp như bông, len, những chất đó gọi là các vật liệu cách âm. Cường độ âm Y tại một điểm là đại lượng đo bằng năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó. Và công thức tính Y được tính bằng P chia cho S, có nghĩa là bằng P chia 4PR bình. Trong đó S thì chính là diện tích mặt cầu, P là công suất của nguồn âm. Ngưỡng nghe là cường độ âm nhỏ nhất mà tai người có thể nghe rõ. Ngưỡng nghe phụ thuộc vào tần số âm. Âm có tần số từ 1.000 đến 5.000, ngưỡng nghe khoảng 10^-12 watt trên mét vuông. Ngưỡng đau là cường độ âm cực đại mà tai người có thể nghe được, nhưng có cảm giác đau nhức nhối. Đối với mọi tần số âm, ngưỡng đau ứng với cường độ là 10 watt trên mét vuông. Miền nghe được là nằm giữa ngưỡng nghe và ngưỡng đau. Đại lượng L bằng loga Y trên Y0 được gọi là mức cường độ âm. Trong đó Y0 là cường độ âm chuẩn. Cường độ âm chuẩn thường được lấy là 10^-12 watt trên mét vuông với tần số là 1.000 Hz. Đơn vị đo của cường độ âm là Ben. Trong thực tế, người ta thường dùng ước số Ben là deciben. 1 deciben thì bằng 0,1 Ben. Chỗ này các bạn sẽ lưu ý trong các công thức khi làm bài tập. Khi một nhạc cụ phát ra âm có tần số F0 thì bao giờ nhạc cụ đó cũng đồng thời phát ra một loạt âm có tần số là 2F0, 3F0, có cường độ khác nhau. Âm F0 được gọi là âm cơ bản hay gọi là hòa âm. Thứ nhất, thường thì người ta chỉ gọi là âm cơ bản thôi. Các âm có tần số 2F0, 3F0 được gọi là các hòa âm bậc 2, bậc 3 hay thứ 2, thứ 3. Các hòa âm thì có biên độ khác nhau tùy thuộc vào nhạc cụ đó. Tập hợp của các hòa âm tạo ra thì tạo thành phổ của nhạc âm. Tổng hợp đồ thị dao động của tất cả các hòa âm trong một nhạc âm được đồ thị dao động của nhạc âm đó. Về phương diện vật lý, âm được đặc trưng bằng tần số, cường độ hoặc mức cường độ âm và đồ thị dao động. Người ta phân ra làm các đặc trưng là đặc trưng sinh lý và đặc trưng vật lý. Đặc trưng sinh lý của âm thì gồm có độ cao, độ to và âm sắc. Độ cao là đặc trưng sinh lý phụ thuộc vào tần số và không phụ thuộc vào năng lượng âm. Độ to là đặc trưng sinh lý phụ thuộc vào tần số và mức cường độ âm. Âm sắc là một đặc trưng âm giúp ta phân biệt được các âm từ các nguồn khác nhau phát ra. Âm sắc liên quan đến đồ thị dao động. Và chúng ta sẽ có bảng so sánh.
Độ cao tương ứng với tần số, độ to tương ứng với mức cường độ âm, âm sắc thì tương ứng với đồ thị của âm. Mà đồ thị khi vẽ thì chúng ta cần biên độ, tần số và cấu tạo của nguồn âm nữa. Như vậy là thầy đã cùng các bạn so sánh lại các hiện tượng và những tính chất cơ bản của sóng âm. Xin chào và hẹn gặp lại ở bài giảng tiếp theo. Bye bye.